Sau khi đưa cô Linh và Phê đến trường, trở về thì đi bộ thể dục lên trên núi. Rồi bây giờ thì đưa Wild Daisy đi chợ. Wow, bị mưa lớn rồi ông nội ơi, chạy không thấy đường luôn, phải chậm lại nữa. Lần đầu tiên năm 2019 nhờ hổng rài làm biếng không rửa xe, bây giờ được mưa đỡ khỏi phải rửa xe. Trời còn mưa nên dừng xe ngay cửa vào chợ cho Wild Daisy bước xuống. Người đời có câu, ai thấy việc sai quấy mà im lặng là theo kẻ gian tà. Mr. Lem xin chế lại. Ai thấy việc sai quấy mà im lặng thì ôm cái lặng. Mà những kẻ giỏi giữ im lặng là mấy thằng viễn thám. Thank you for watching. We're not going to be a socialist country. And it's not going to happen. Four more years. MAGA 2020, baby. Ba thiên đình sư đoàn gầy gừ, một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan mèo toan đầu hàng cái quân xâm lăng, hòa bình tay trong vinh quang đền công.
không lao vào bất cứ một.